Hải Phòng đúng không con? Vậy thì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên con đến thành phố Hải Phòng đúng không con? Dạ không ạ, con đã đến Hải Phòng rất nhiều lần rồi ạ. Con đến từ hồi con còn bé xíu và cho đến bây giờ con vẫn thường xuyên đến Hải Phòng. Thì ở Hải Phòng có rất nhiều người thân của gia đình con, bạn bè đối tác của ba mẹ con ạ. Vi Hương đã đến Hải Phòng rất nhiều lần rồi ạ. Vậy thế thì cô sẽ có một câu hỏi dành riêng cho con nhé. Con cảm nhận như thế nào về thành phố Hải Phòng? Thế thì cô chỉ thêm một câu hỏi dành cho con này. Con ấn tượng nhất điều gì với Hải Phòng nào? Con ấn tượng nhất đến cách người Hải Phòng. Hải Phòng không lông vòng. Thế thì thấy sao ạ? Mỗi em bé xíu 6 tuổi và đáng yêu đã thuộc câu slogan nổi tiếng là Hải Phòng không lông vòng. Đáng yêu quá con. Thế thì cô đã chót hỏi với câu hỏi thêm nốt một câu nữa nhé. Là con thích nhất điều gì Hải Phòng nào? Trời ơi, ba bao tải bánh mì cay và pate của đèn Hải Phòng mà cô nghĩ là thương yêu. Bánh mì cay và pate của đèn Hải Phòng, xin phải cảm ơn gia đình con rất là nhiều. Rồi, thế thì bây giờ trước khi biểu diễn, con cũng muốn nói một điều gì với tất cả quý vị khán giả Hải Phòng không con? Con rất yêu Hải Phòng. Và cô tin chắc là Hải Phòng cũng rất là yêu con. Và bây giờ thì cô xin mời con giới thiệu tiết mục biểu diễn của mình nhé. Năm học cô sắp qua đi, rất nhiều kỳ thi lại sẽ tới. Thầy cô là những người vất vả, gian nan nhất, dạy bảo các thế hệ cho nên người. Con xin tri ân tất cả các thầy cô ở Hải Phòng với bài đọc đột phấn của tác giả Vũ Hoàng và Lê Văn Lộc. Dẫu có đến hết lá mùa thu rơi, dẫu có đến hết những vì sao trên bầu trời, cũng không thể đến hết những công lao, những giọt mồ hôi và nước mắt của thầy cô. Cả một đời hy sinh dẫn đường học tới cho chúng con bước vào đời, vun đắp cho chúng con một tương lai tươi sáng. Thời gian hơi xin dừng lại cùng chung cho chúng con tay cúi đầu lần nữa và những thầy cô với tất cả tình yêu. Rất là cảm ơn con với nhiều giọt nước mắt xúc động. Ngay sau đây thì Việt Dung xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bản nhạc bụi phấn và tình cảm cả tiếng nước của đồng Phi Hương. Xin trân trọng kính mời.